Một mùa uptrend tiếp theo đang đến gần hơn bao giờ hết, và đây có thể sẽ là một siêu chu kỳ lớn nhất trong lịch sử thị trường crypto từ trước cho đến nay, và sẽ thật là lãng phí nếu như các bạn bỏ lỡ cơ hội này để có thể thay đổi được cái vị thế đầu tư của các bạn. Mặc dù là sóng tăng hiện tại đã bắt đầu, tuy nhiên thì mình thấy có khá nhiều bạn vẫn đang băn khoăn không biết nên đầu tư vào đâu và phân bổ vốn ra sao, và điều này thì mình tin rằng là tương đối nguy hiểm cũng như là khiến cho các bạn phải nuối tiếc khi mà thị trường thực sự đi vào cái sóng tăng trưởng. Vậy thì tư duy đầu tư thế nào là đúng, cũng như là chúng ta nên quan tâm và chú ý tới những cái dự án nào, thì mình sẽ cùng nhau phân tích với các bạn ở trong cái video ngày hôm nay. Ok, thì trước khi mà đi vào phân tích và chia sẻ tiềm năng của những cái dự án trong thời gian sắp tới thì mình có một câu hỏi dành cho các bạn. Theo các bạn thì chúng ta X10 trong thị trường crypto thì nó có thực sự là khó hay không? Tại sao trong một mùa tăng trưởng có rất nhiều những cái dự án X10, thậm chí là X50 đến 100 lần mà những cái dự án mà chúng ta mua nó lại không được bị cao như vậy? Riêng bản thân mình ấy, thì với cái việc đầu tư X10 thì mình cho rằng là nó cũng không dễ, nhưng nó cũng không phải là một điều gì đó không thể. Đặc biệt là với những các bạn mà các bạn đã follow kỹ mình trong suốt 2 năm vừa qua, thì kể từ khi mà thị trường là mùa đông, Bitcoin giảm giá và chỉ có đi ngang thôi, thì mình cũng đã có khuyên mọi người là nên tích lũy nhiều Bitcoin và Ethereum nhất có thể. Và đi kèm với đó là một số những cái mã altcoin mình đã bắt đầu chia sẻ với các bạn trong thời điểm cuối của năm 2023. Và đặc biệt là chắc là có một cái mã mà các bạn sẽ nghe rất là quen, đó chính là mã Pendle, đúng không? Đây là một trong những cái dự án mà mình nghiên cứu rất là kỹ và đã chia sẻ cho mọi người rất nhiều lần trong những cái buổi livestream, và côn mọi người vào hàng tại những cái vùng entry từ 0.5 cho đến 0.7 khi mà nó được listing lên Binance. Thì khi mà mình đang làm video này thì giá của giao dịch của Pendle nó loanh quanh khoảng $6, tức là nó đã nhân khoảng 10 lần, mặc dù là chúng ta mới chỉ đang ở giai đoạn tiền uptrend thôi. Thì đây cũng là một trong những cái dự án mà mình đặt cái target cũng tương đối là cao trong mùa uptrend sắp tới, bởi vì mình mua được ở những cái entry tương đối là thấp. Vì vậy chúng ta có thể thấy rằng là cái việc chúng ta quan sát và nghiên cứu kỹ một cái dự án mà chúng ta có những cái điểm mua tốt ấy, thì chúng ta có thể X10, thậm chí là còn cao hơn nữa, làm cái điều mà không phải là không thể. Vì vậy thì thời điểm hiện tại mình cho rằng là thời điểm chúng ta vẫn nên tập trung. Vì sao? Bởi vì mùa altcoin season thực sự là nó vẫn chưa đến. Thì theo những thống kê đến từ Blockchain Center thì có thể là market hiện tại vẫn đang ở trong trạng thái là cân bằng và chưa quá nhiều altcoin được đẩy lên. Nếu mà chúng ta nhìn vào trong quá khứ ấy, thì khi mà mùa altcoin đến thì những cái dự án mà X10, X100 sẽ xuất hiện khá là nhiều. Ví dụ như trong thời điểm 2021 chẳng hạn, thì vào thời điểm đấy thì cái số điểm vào mùa altcoin nó rất là cao, tức là chạm đến mức là 100 và market đã đạt đến cái mức là FOMO cực độ. Còn hiện tại thì nó mới chỉ đang quanh mức là 50 điểm thôi. Thế là mình nghĩ rằng là cái cơ hội để chúng ta tìm được những cái điểm entry đẹp để chúng ta vào thì nó vẫn có. Thị trường vẫn còn đó, đúng không ạ? Cơ hội vẫn còn đó. Và sẽ vẫn có những cái dự án x được 10 lần hoặc thậm chí là hơn trong tương lai. Quan trọng là chúng ta có nắm bắt và chọn ra đúng dự án hay không mà thôi. Ok, trước khi tiếp tục với cả nội dung chính của video ngày hôm nay thì có khá nhiều bạn hỏi mình về những cái thông tin mới nhất của thị trường tiền mã hóa, về xu hướng của Bitcoin trong ngắn hạn cũng như những cái lệnh trade của mình hàng ngày. Thì mình sẽ cập nhật chi tiết cho mọi người những thông tin này trên nhóm Telegram miễn phí của anh Review Capital. Hy vọng là những thông tin mà mình chia sẻ sẽ có thể hỗ trợ và giúp ích cho mọi người trong cái quá trình đầu tư. Ngoài ra thì với những các bạn đang giao dịch vàng và ngoại hối, các bạn cũng có thể tham khảo nhóm Telegram của AI Trading. Đây là một nhóm chuyên sâu về kiến thức, kỹ năng và chiến thuật về trade vàng và ngoại hối. Thì đường link của cả hai nhóm này mình sẽ để bên dưới phần mô tả của video. Nếu như các bạn cảm thấy phù hợp thì các bạn có thể đăng ký tham gia. Ok, trước khi đi vào chia sẻ cụ thể những cái đồng coin mà mình cho rằng tiềm năng trong thời gian sắp tới thì mình có hai cái lưu ý đặc biệt dành cho các bạn. Đầu tiên thì cũng là một câu hỏi mà đang được bàn tán rất nhiều trên thị trường, đó rằng là trong mùa sắp tới thì chúng ta nên đầu tư vào những cái dự án coin cũ hay là những cái dự án coin mới. Đấy, và trend nào sẽ là cái trend mà được đẩy sớm nhất vào năm 2025. Thì mình biết là rất nhiều bạn vẫn còn đang hold và dành sự quan tâm cho những cái dự án coin nền tảng của mùa trước. Thì sự thật là đã có khá nhiều đồng coin hồi phục từ đáy và có tỷ lệ ROI tương đối tốt. Tuy nhiên thì cũng gần như là chưa có altcoin nào phá được đỉnh cũ cả. Và cái entry thời điểm hiện tại thì nó cũng không phải là thực sự quá đẹp để chúng ta có thể vào hàng. Mùa mới thì thị trường sẽ có nhiều thay đổi và một số quy luật trong quá khứ thì nó sẽ không đúng. Bitcoin, các bạn thấy là Bitcoin đã phá đỉnh trước halving. Thế nên là trong cái mùa sắp tới thì không điều gì là không thể, và chắc chắn là chúng ta sẽ cần phải có một cái tư duy rất mở để chúng ta đầu tư trong cái đoạn này. Chính vì vậy thì trong danh sách những cái token tiềm năng trong thời gian sắp tới thì mình sẽ listing chủ yếu là những cái đồng coin mới và sẽ chỉ có trong mùa này. Cái cung lưu thông ở trên sàn hiện tại không quá nhiều và đặc biệt cái vốn hóa của nó cũng đang chưa thực sự là lớn, chưa có những đợt bơm thổi mạnh được diễn ra. Thì cái này là cái cách đầu tư của mình trong mùa này thôi, các bạn hoàn toàn có thể là tham khảo. Thì mình có một cái lưu ý là tất cả những thông tin mà mình chia sẻ trong video ngày hôm nay chỉ dưới quan điểm cá nhân mà thôi. Các bạn nếu như các bạn thực sự quan tâm và đầu tư vào những cái dự án, các bạn nên tự tìm hiểu thật là kỹ trước khi các bạn đầu tư. Vì chúng ta có thể có những cái quan điểm khác nhau về đầu tư, thế nên là mình muốn chia sẻ cho các bạn dưới góc nhìn của mình để các bạn có thể là tham khảo, được chưa ạ?
Ok, thì cái dự án đầu tiên mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là một cái đồng coin layer 1 mới trong mùa này, và mình thấy rằng cũng chưa thực sự đẩy quá mạnh trong thời gian vừa rồi. Thì như các bạn có thể thấy ở trên màn hình thì đây là cái chart đồ thị của Sui Network. Nếu mà chúng ta tính từ vùng đáy được thiết lập vào giai đoạn cuối 2023 ấy, thì giá của Sui đã nhân lên khoảng 5 lần, từ mức là 0.4 lên mức là $2. Và gần như là cái nhịp tăng này của dự án đó là chạy theo BTC, và chúng ta chưa được chứng kiến bất cứ một cái nhịp bơm thổi thực sự bùng nổ về volume nào kể từ khi mà cái dự án được listing lên sàn. Nếu như các bạn chưa biết về Sui Network thì đây là một dự án coin nền tảng được tìm kiếm nhiều nhất trong thị trường trong giai đoạn cuối nửa cuối 2023. Đây là một dự án blockchain được thiết kế dựa trên ngôn ngữ lập trình có tên là Move, và đây là cái thứ được tạo ra bởi đội ngũ ZVM. Đây là cái đồng stablecoin mà đã từng liên kết với Facebook ở trong quá khứ. Và Sui thì cũng như là những cái layer 1 khác mà sẽ giải quyết cái mục đích về vấn đề mở rộng và tối ưu hóa được cái việc sử dụng tài nguyên và mở rộng được thông lượng. Và cái token chính của dự án sẽ sử dụng trong hai cái use case, đó chính là sử dụng để trả phí gas cũng như là có thể cho phép người dùng có thể stake để nhận thưởng. Và đặc biệt là làm cái blockchain layer 1 thì chúng ta sẽ cần phải quan tâm tới cái tổng số tài sản được khóa trong hệ, tức là cái TVL lock, đúng không ạ? Thì theo như số liệu từ DeFi Llama thì cái số tiền được khóa trên nền tảng này nó đang tăng dần theo thời gian. Đây là một dấu hiệu khá tốt. Khi mà mình đang quay cái video này ấy, thì đang rơi vào tầm khoảng 700 triệu USD TVL. Đây là một con số không phải là cũng chưa thực sự là lớn nhưng cũng không phải quá nhỏ, và mình cho rằng là nó sẽ vẫn còn cái tiềm năng tăng trưởng trong tương lai. Một số những thông tin khác quan trọng về Sui mà các bạn sẽ cần phải biết đó chính là dự án này đang kết hợp với Ondo Finance để triển khai một cái stablecoin có tên là USDE. Và theo những cái thống kê trong 6 tháng mới nhất thì đã có khoảng hơn 300 triệu đô la tài sản từ Ethereum thông qua cái cầu nối Wormhole đã chuyển sang Sui. Và với vị thế là một nền tảng layer 1 thì cái việc mà stablecoin mới là USDE được launching sẽ là một cái điều kiện cần về cơ sở hạ tầng để mà một khi mà Sui có thể đón nhận thêm cái dòng tiền thì hệ sinh thái nó sẽ có thể bùng nổ tốt hơn. Và mình cho rằng là Sui cũng đang đi tương đối là đúng hướng. Và ngoài ra thì có một số những cái thông tin cơ bản về câu chuyện về định giá của Sui Network. Khi mình đang làm video này thì giá của Sui đang được giao dịch quanh mức là $1.5 với 1,3 tỷ USD Sui được lưu thông, chiếm khoảng 13% tổng cung tối đa. Và cái valuation hiện tại của toàn bộ dự án đang khoảng 2 tỷ. Với một cái nền tảng layer 1 thì cái vốn hóa 2 tỷ nó cũng không phải là quá lớn, và cái việc mà sau này khi mà thị trường thực sự là bùng nổ và cái market cap lên tới trên 10 tỷ là hoàn toàn có thể có. Vậy nếu các bạn xem cái layer 1 trước thì những cái market cap tầm 50 đến 60 tỷ trong mùa trước là nó vẫn đã xuất hiện rồi. Thế nên mình nghĩ rằng là chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng được ít nhất là Sui cũng sẽ có thể đạt được tầm 10 đến 20 tỷ cap khi mà thị trường đạt đỉnh trong mùa sắp tới. Nếu mà chúng ta nhìn qua một chút về thông tin gọi vốn thì Sui gọi được rất nhiều vòng Series A, Series B, và việc public sell IEO trên những sàn giao dịch đội ngũ Sui cũng đã gọi được tổng cộng là 385 triệu. Đây là một con số rất lớn trong startup về blockchain, và đa số đến từ những cái quỹ lớn với 336 triệu đô, còn cái public sell thì họ chỉ thu về có 49 triệu đô mà thôi. Thì đứng đằng sau một cái blockchain layer 1 như Sui thì sẽ là những cái VC, ví dụ như Binance, Cycle, Coinbase Venture, và những cái tổ chức truyền thống như là Samsung, Snake cũng góp vốn chung. Nếu mà chúng ta nhìn cái dữ liệu từ token lock thì chúng ta đang chuẩn bị đến giai đoạn mà Sui sẽ bùng nổ về nguồn cung. Cụ thể thì với khoảng 1 tỷ 3 token đang được lưu thông thì chỉ còn một vài ngày nữa thôi. Chính xác là giai đoạn tháng 6 thì số coin ở trên thị trường sẽ rơi vào tầm 2 tỷ 3. Tức là sẽ có khoảng 1 tỷ token mới sẽ được bơm lên thị trường, và những cái holder cũng có thể là xả số coin này bất cứ lúc nào. Tuy nhiên nếu mà chúng ta nhìn rộng hơn ấy, thì sau cái pha bùng nổ nguồn cung giai đoạn tháng 6 thì đến hết cuối năm 2024 cũng như là giai đoạn đầu 2025 thì cái token Sui được unlock cũng không quá nhiều, và sẽ không có bất cứ một cái cú sốc nguồn cung nào diễn ra, và số coin cũng chỉ loanh quanh là khoảng 3 tỷ token cho đến mùa năm 2025. Và đây cũng có thể là một giai đoạn tương đối đẹp cho một cái mùa altcoin season, và chắc chắn là các market maker họ sẽ tận dụng để mà có thể làm giá. Vì vậy thì trong thời gian sắp tới, khi mà Sui unlock một cái số lượng token khá lớn trong tháng 6 thì nếu mà nó có giảm sâu ấy, do một cái số áp lực từ những cái quỹ chốt lời thì mọi người có thể xem như đây là một cơ hội khá đẹp để các bạn có thể gom hàng với những entry tương đối ổn. Thì mình cho rằng cái vùng giá trên $1 là cái vùng giá khá hợp lý để chúng ta có thể đầu tư với dự án này rồi. Làm cái blockchain layer 1 và đứng đằng sau là hàng loạt những cái VC lớn, thì mình cho rằng đây cũng là một trong những dự án về mảng layer 1 khá tiềm năng mà các bạn hoàn toàn có thể tham khảo. Các bạn nghĩ rằng là trong cái mùa altcoin season thì Sui sẽ có thể được lên mức đẩy lên được lên mức giá là bao nhiêu? $10, $15 hay là $20? Các bạn hãy comment ý kiến của các bạn ở bên dưới để chúng ta cùng thảo luận với nhau nhé. Ok, nếu như các bạn là một nhà đầu tư mà có số vốn không quá nhiều nhưng các bạn lại đặt một cái target rất cao thì có lẽ là cái mảng meme coin sẽ là cái mảng các bạn không thể nào bỏ qua.
Thì nhắc đến meme coin thì rất nhiều người coi đây là coin rác và không có giá trị cho hệ sinh thái blockchain. Nó cũng khá đúng với phần lớn các meme coin. Tuy nhiên ấy, thì ở cương vị là một nhà đầu tư thì nếu như một cái điều gì đó mà đem đến cho chúng ta lợi nhuận thì đó cũng là một khoản đầu tư tốt, đúng không ạ? Quan trọng là chúng ta chọn như thế nào thôi. Thì với cái mảng meme coin ấy, thì mình cũng đã đầu tư một khoản tiền tương đối vào trong cái mảng này, và đặc biệt là với token Pepe. Đây là một trong những cái con coin tăng trưởng mạnh nhất trong giai đoạn tiến vào trend và đang lead trend meme coin trong thời gian vừa rồi. Thì những các bạn nào follow mình và xem cái video mình đã chốt lời khoảng hơn 200.000 đô thì các bạn cũng đã biết khá là rõ về entry mình mua, cũng như những cái chiến lược mình giải vốn gom hàng ra sao và tại sao mình lại dám bỏ ra cả tỷ đồng để mà gom cái đồng token thuộc nhóm mà siêu rủi ro này. Thì như các bạn nào các bạn muốn tham khảo, các bạn có thể xem lại cái video đó. Còn ở trong video này ấy, thì theo như cái quan điểm của mình ấy, thì MemeCoin sẽ còn ít nhất là một sóng tăng trưởng nữa, chứ chúng ta chưa kết thúc cái sóng tăng trưởng của MemeCoin. Rất khó để có thể dự đoán chính xác được khi nào một cái token MemeCoin bùng nổ. Bản thân mình trước khi mà mình mua cái đồng Pepe từ tháng 10 năm ngoái, mình cũng không thể biết được là bao giờ nó bùng lên. Nhưng quan điểm đấy chỉ trong vòng có khoảng một tuần thôi là nó đã được đẩy lên cái mức giá rất là nhanh. Thì cái cách bơm thổi của Meme là như vậy. Và theo mình thấy là MemeCoin sẽ được bơm thổi trước đây thì nó là sau khi mà những cái đồng token khác được bơm lên thì MemeCoin sẽ là được đồng bơm lên cuối cùng. Nhưng mà trong mùa này thì mình đang thấy rằng là MemeCoin nó được bơm lên cùng với thời điểm sau BTC đạt được những mức giá cao nhất. Thì có thể thấy trong thời gian vừa rồi với cái việc của Bitcoin đạt được mốc giá là trên 70.000 đô và cũng kéo theo cái sự FOMO của khá là nhiều người, thì ngay lập tức là những cái đồng MemeCoin như là Pepe, như là Floki cũng đã được đẩy giá lên. Và cái điều này thì nó cũng có cái cơ sở của nó, vì MemeCoin là thường là sẽ là một cái hình thức marketing để kéo thêm user mới vào thị trường. Thế nên nếu mà chúng ta chọn được những cái đồng MemeCoin mà tốt, có đông đảo cộng đồng và nó viral trên thị trường ấy, thì các bạn hoàn toàn vẫn có thể là biến số tiền bé thành số vốn lớn được. Và cái việc mà chọn đồng MemeCoin thì các bạn phải hết sức là thận trọng, vì trên thị trường hiện tại ấy, thì 99,9% những cái đồng MemeCoin là sẽ chết sau 1-2 cái đợt bơm thổi. Chỉ có một số ít, rất ít những cái đồng MemeCoin mà thuộc dạng gọi là lead trend thì nó mới có thể tồn tại được cho đến khi mà thị trường đạt đỉnh của thị trường thôi. Nên là các bạn phải hết sức là thận trọng khi mà các bạn đầu tư vào cái dạng token này. Thì các bạn thấy là trong thời gian vừa rồi ấy, thì sau khi mà Bitcoin rất nhiều lần điều chỉnh nhẹ thì các bạn thấy là chart đồ thị của Pepe cũng vẫn đang khá là cứng, và giá thực sự là nó cũng không phải là giảm quá sâu đến mức là chia 5 chia 10 lần đâu. Và các bạn thấy là trong thời gian vừa rồi thì nó đã giảm tầm khoảng 40%, hơn 40% từ đỉnh. Thì cái vùng gom Pepe hợp lý mình cho rằng sẽ quanh mốc tầm khoảng từ 500 cho đến 600 đô. Mình cho rằng là mức gom lại khá là ok với cái đồng token này nếu như các bạn thực sự là quan tâm. Thì với cái mức giá đó thì cap nó sẽ rơi vào tầm khoảng 2 tỷ. Đây là một con số không quá cao nếu chúng ta so sánh với những cái đồng lead về MemeCoin như là Shiba Inu hay như là Dogecoin chẳng hạn, thì nó đang có vốn hóa tới gấp khoảng hơn 10 lần đồng Pepe. Thế nên là cái room tăng trưởng của mình cho rằng là cũng còn đang tương đối nhiều với cái đồng coin này trong cái mùa tăng trưởng sắp tới. Và đặc biệt khi mà các bạn mà đầu tư vào cái những cái dự án kiểu như này thì các bạn phải xác định trước là các bạn hoàn toàn có thể bị thua lỗ, và các bạn phải kiên nhẫn để hold cho đến khi mà thị trường nó đạt đỉnh thì những cái đồng này nó mới được bơm lên, chứ nó sẽ không được bơm lên ngay và quá nhanh như những cái đồng token theo công nghệ khác đâu. Và ngoài Pepe ra thì có một cái token Meme khác mình cũng đang quan sát trong thời gian gần đây và cũng chưa có những cái nhịp đẩy thực sự quá mạnh. Các bạn có thể tham khảo, đó chính là dự án Bome. Thì Bome cũng là một cái tên mà gọi là gây sốt trong thời gian vừa rồi, đúng không ạ? Đây là một cái meme coin thuộc hệ sinh thái của Solana. Và dự án này thực sự là đã tạo nên một cái cơn sốt khi mà chỉ có 2 ngày ngắn ngủi thôi thì dự án đã được listing cả spot lẫn future ở trên sàn Binance. Đây có lẽ là một trong những cái dự án mà cán được cái cột mốc 1 tỷ đô vào vốn hóa nhanh nhất ở trên sàn Binance. Nếu như ai đó mà may mắn tham gia cái dự án này từ the pre-sale thì đã có tỷ ROI lên tới là cả 1000%. Không biết là có ai có thể có được cái tỷ lệ lợi nhuận thật này không, hay đây là một cái gọi là một câu chuyện marketing, một cái công cụ để mà kéo user mới FOMO ở thị trường, cũng giống như trước đây, giống như Pepe đã làm, cũng đã khiến cho một cái tài khoản 100 đô có thể đạt được đến hơn 1 triệu đô. Thì cái câu chuyện đó nó làm cho rất nhiều người đã quan tâm và chú ý đến cái đồng Pepe, thì có lẽ là cái đồng Bome này cũng đang đi theo một cái hình thức là tương tự. Thì mình nghĩ rằng là với cái đồng Bome này thì cái market cap hiện tại nó đang khoảng 700 cho đến 800. Và trong thời gian sắp tới mà nếu những cái retailer xả hàng thì bạn hoàn toàn có thể cân nhắc, có thể gom thêm là cũng hợp lý. Một cái dự án mới được listing lên Binance nhanh như vậy thì mình cho rằng là nó sẽ không phải để bơm lên và xả ngay lập tức. Bởi vì chúng ta vẫn chưa ở trong cái giai đoạn altcoin season, nên là những cái dự án họ không việc gì họ phải làm thế cả. Họ sẽ làm điều đó nếu như chúng ta đang ở mức đỉnh thị trường. Nếu mà chúng ta đang ở mức đỉnh thị trường thì cái liệu việc mà chúng ta đầu tư vào những cái dự án meme coin ngay khi nước listing lên sàn như thế này nó khá là nguy hiểm.
vì lúc đó là thị trường là chủ yếu listing để tạo ra thanh khoản và nó cái room tăng nó không còn nhiều. Tuy nhiên thì mình thấy rằng là thời điểm hiện tại thì nó vẫn chưa thực sự là quá muộn và cũng như là quá FOMO để mà chúng ta có thể nghĩ đến cái điều đó. Vì vậy thì mình nghĩ rằng là chúng ta có thể phân bổ vốn một phần vào những cái dự án này là cũng là hợp lý, các bạn có thể xem xét. Ok, thì cái token tiếp theo mình muốn đề cập đến đó chính là một token trong mảng GameFi, đó chính là dự án Big Time. Ok, thì nếu là các bạn là một nhà đầu tư có kinh nghiệm và tham gia thị trường lâu năm thì chắc hẳn là các bạn cũng biết rõ về trend GameFi với những cái dự án như AC Infinity hay là Sandbox đã nhân tới cả nghìn lần trong vòng một năm, đúng không ạ? Và mùa tới thì đang tới cũng như là những cái quỹ họ vẫn đang, mình thấy là cái xu hướng đầu tư vào những cái dự án GameFi vẫn còn đang khá là nhiều. Và đặc biệt là những cái dự án dòng này thì nó cũng có cái tỉa ROI khá lớn, thế nên là các bạn cũng nên sở hữu cho mình ít nhất là một dự án thuộc mảng GameFi trong cái portfolio đầu tư của các bạn. Ok, quay trở lại thì cái dự án GameFi Big Time là một trong những cái dự án mình cũng đang quan sát tương đối nhiều kể từ khi nó listing vào giai đoạn cuối năm 2023 cho đến thời điểm hiện tại. Thì Big Time gần như là cũng chưa có một cái sóng đẩy quá mạnh và nó chỉ bay theo cái nhịp tăng của BTC là chính thôi. Ngay tại thời điểm mình đang làm video này thì với mức giá khoanh 0,3 đô thì với định giá khoảng 200 triệu đô thì dự án Big Time đang là một dự án có vùng mua cũng tương đối tốt để xem xét có thể đầu tư được. So với cả mức all time low trên sàn là 0,1 thì dự án này cũng đã khá là sát so với mức này rồi. Và ngoài ra hiện tại trên thị trường thì cái số token Big Time cũng không quá nhiều, chỉ khoảng 15% tổng cung tối đa. Thế nên là để dự án bị chia nhiều lần nữa từ bây giờ thì mình cho rằng là cũng khá là khó để có thể xảy ra trong ngắn hạn. Về góc độ phân tích cơ bản ấy, thì nếu như các bạn chưa biết về Big Time ấy, thì đây là một cái tựa game nhập vai hành động có thể chơi nhiều người chơi và được phát triển theo hướng là play to earn, tức là vừa có thể giải trí và vừa có thể kiếm được tiền bằng cách là săn những cái NFT ở trong game. Big Time thì được phát triển bởi chính Big Time Studio và hiện tại thì đang được build trên blockchain của Ethereum. Về ưu điểm của dự án này ấy, thì ngoài việc là có cốt truyện được đánh giá là khá hấp dẫn và đẹp mắt thì cái yếu tố chiến đấu, hành động, giả tưởng và cái yếu tố về phiêu lưu xuyên không gian cũng làm cho dự án game này một trong những dự án mà khá là hấp dẫn về mặt sản phẩm. Và cái dự án game này được đầu tư bởi những cái công ty lớn như là Epic Games, Blizzard, EA và cả Zynga nữa. Đây là những công ty mà đã tạo ra những cái tựa game rất nổi tiếng như God of War, Call of Duty và Overwatch. Thế nên nếu các bạn thường xuyên chơi game và quan tâm đến những gaming truyền thống thì chắc là các bạn cũng không xa lạ gì với những cái tên trên, đúng không ạ? Thì Big Time chính là một trong những dự án được phát triển bởi những cái công ty này. Và với một cái dự án về mảng gaming thì cộng đồng là một trong những cái yếu tố mà chúng ta phải quan tâm. Thì sau khi nghiên cứu thì mình nhận thấy rằng là Big Time đang là một dự án mới list và vừa mới game và vừa ra thôi, nhưng cũng đã build được một cái lượng user khá lớn ở trên Twitter. Dự án có khoảng hơn 300.000 follow và thậm chí là cái số Discord ở trên member khoảng hơn 400.000. Và đặc biệt là Big Time là một dự án không mở bán pre-sale cho bất cứ tổ chức hay OTC cho các cá nhân đơn lẻ nào, mà chỉ cho phép người chơi kiếm token bằng cách là tham gia để chơi game thôi. Và điều này thì nó tạo ra một cái nền kinh tế bền vững và đồng thời nó sẽ thiết lập được cái quyền sở hữu những cái vật phẩm trong game cho người chơi. Nhìn chung lại thì chúng ta sẽ chưa biết là bao giờ thì cái trend GameFi mới được đẩy. Tuy nhiên thì cái việc mà duy trì cũng như là gia tăng được cái số lượng member người chơi một khi mà được đẩy giá thì nền kinh tế trong game ổn định và FOMO được như những gì mà AC Infinity đã làm trong quá khứ thì mình cho rằng là cái việc Big Time X5 và X10 trong mức giá hiện tại là hoàn toàn là khả thi chứ không có gì là không thể cả. Ok, và cuối cùng nếu chúng ta nhìn vào đội ngũ team backer đứng ở sau dự án thì chúng ta cũng có những cái tên rất quen thuộc, ví dụ như FBG Capital, Digital Currency OKEX Venture hay là Cycle Financial và thậm chí là sàn OKEX và kể cả Coinbase nữa. Và ngoài ra thì Binance họ cũng đã niêm yết Big Time có thể giao dịch hợp đồng tương lai, chưa giao dịch spot, nên đây hoàn toàn có thể là một trong những cơ hội để chúng ta có thể được listing spot Binance trong thời gian sắp tới. Thì mình nghĩ rằng cái bộ FOMO cũng như là cái thanh khoản của token nó sẽ tăng hơn rất là nhiều, các bạn nên chú ý đến cái điều này. Token tiếp theo mà mình muốn chia sẻ cho các bạn là một token chưa được listing trên những cái sàn giao dịch tập trung nhưng đây lại là token đứng đầu trong mảng Metaverse, đó là dự án nó có tên là WinWorld. Ok, nếu mà chúng ta nhìn qua một chút thì các bạn có thể thấy rằng là Win đã chạy sideways trong suốt 2 năm thị trường ngủ đông 2022 và 2023, không có bất cứ một sóng tăng trưởng lớn nào. Tại thời điểm mình đang làm video này thì với định giá khoảng 0,9 đô, gần 1 đô thì cái total market cap của dự án là khoảng 200 triệu. Đây là mức cap mình cho rằng tương đối thấp. Ngoài ra thì nếu các bạn nhìn vào volume dịch của dự án nó cũng không quá cao thì hiện tại lý do tại sao bởi vì Win mới chỉ tập trung giao dịch ở trên cái sàn giao dịch phi tập trung như Uniswap hay là những cái sàn sách nhỏ như là Gate mà KuCoin hay là Mesh mà thôi. Những cái sàn giao dịch lớn như là Binance hay là OKEX hiện tại vẫn chưa listing dự án này, nên đây cũng là một cái cơ hội để chúng ta có thể nhìn thấy được cái động lực tăng trưởng của Win trong tương lai. Một số những cái thông tin cơ bản bổ sung, nếu các bạn chưa biết về WinWorld thì đây là một cái DAO phi tập trung dành cho những cái nghệ sĩ và đồng thời cũng là thị trường cung cấp thanh khoản NFT.
token Win ấy, thì các bạn sẽ giao dịch đóng vai trò là token quản trị cho WinDAO và được sử dụng để bỏ phiếu cho các hoạt động phát triển hệ thống cũng như là khuyến khích cái việc mở rộng ở Winner Metaverse. Cái thành phần chính thức tham gia sẽ bao gồm những cái nghệ sĩ 3D, các cái nhà sáng tạo kỹ thuật số, những cái collection và nhà sưu tập NFT, và tất nhiên là những cái fans và những cái người hâm mộ. Hiện tại thì đây là một trong những dự án thuộc mảng Metaverse mình đánh giá đang là lead trend trong cái mảng này, khi mà nó đã có một cái sản phẩm đã phát triển tương đối kỹ càng và nó đã phát triển trong rất là nhiều năm rồi. Mình đã nghiên cứu và quan sát cái dự án Winner World này trong một khoảng thời gian khá là dài, và mình đánh giá nếu như trend Metaverse quay trở lại thì chắc chắn Winner World sẽ là một trong những cái dự án mà sẽ được đẩy đầu tiên. Về team backer thì các nhà đầu tư Winner World cũng đã trải qua khá nhiều vòng gọi vốn từ private sale cho đến những vòng IDO, và như theo như thống kê đến từ CryptoBank thì tổng vốn mà dự án huy động được khoảng 36 triệu, và số tiền này thì đến từ những cái nhà đầu tư hàng đầu thuộc mảng gaming Metaverse như là Animoca Brand hay là Spartan Capital. Nhìn chung thì với một cái dự án về game cần nhiều nguồn lực thì số tiền trên mình cho rằng cũng không phải quá lớn. Nhưng mà điểm đặc biệt ở đây là những cái backer dự án đều là tier 1 của cái mảng GameFi và Metaverse. Thế nên mình cho rằng đây là một trong những cái dự án thuộc cái mảng Metaverse tự rất là tiềm năng. Và nếu mà chúng ta xét về tokenomics thì toàn bộ số coin của dự án đã được unlock 100%. Các quỹ đầu tư, các VC khi đầu tư vào Win đã nhận được toàn bộ số coin của mình, và vì thế trong tương lai gần như họ sẽ không có bất cứ một cái đợt bán sản lớn nào, và gần như cái mức giá 0.3, 0.2 đô trong thời gian vừa rồi. Đó là cái mức giá đáy rồi, và bản thân mình thì mình đã gom được cái đồng Winner World này từ mức là tầm 0.3 đô. Hiện tại nó khoảng 1 đô, tức là mình đang tầm khoảng hơn x3. Tuy nhiên thì mình nghĩ rằng là cái mức cap ở hiện tại nó vẫn còn đang khá là thấp so với cái tiềm năng của dự án này có thể đạt được. Ok, thì nhắc đến cái phần unlock token thì chắc chắn là các bạn sẽ hỏi là tại sao unlock toàn bộ 100% token rồi, tuy nhiên số coin lưu thông trên thị trường lại chỉ là 5%, đúng không ạ, so với cả cái tổng cung tối đa. Thì để giải thích điều này thì chúng ta có thể thấy rằng là một số lượng lớn token đã được team lock lại, một số token thì để trong cái quỹ dự trữ, thế nên là cái số lượng coin lưu thông trên thị trường nó mới không phải là 100%, mặc dù nó đã được mở khóa hết rồi. Ở đây thì nó sẽ có hai kịch bản. Cái trường hợp một đó là cái số token chưa được lưu thông đang bị khóa trên nó sẽ có thể tạo ra một áp lực bán xả trong tương lai, hoặc ngược lại nó cũng có thể là động lực cho dự án Market Maker đẩy giá, team dev tiếp tục build hoàn thiện dự án để có thể đẩy Winner World và phân phối ở một cái vùng giá cao hơn. Tuy nhiên ấy, là động lực hay là áp lực xả thì sẽ cần thanh khoản, đúng không ạ? Và Win chưa hề listing trên những cái sàn giao dịch lớn, và vì thế thì nó sẽ không thể nào đạt được mức thanh khoản tốt nhất khi mà chúng ta dịch ở trên sàn DEX từ thời điểm hiện tại. Và mình nghĩ rằng ấy, với một cái dự án mà có cái sản phẩm đã hoàn thiện như Winner World thì nó hoàn toàn xứng đáng được listing lên những cái sàn như là Binance hoặc là OKX. Chỉ có điều là có thể là cái trend Metaverse nó chưa đến, thế nên là dự án họ chưa có kế hoạch listing lên những cái sàn giao dịch này trong thời gian ngắn hạn mà thôi. Tuy nhiên khi mà đến thời điểm mà cái trend đấy quay trở lại thì mình cho rằng là đây là một trong những dự án hoàn toàn có tiềm năng được listing lên những cái sàn SEC lớn ở thời điểm hiện tại. Ok, thì thị trường truyền thống đang rất nổi về mảng trí tuệ nhân tạo, và mình cho rằng là đối với cả thị trường crypto thì mảng này các bạn cũng nên quan tâm. Và trong cái mảng AI này thì mình đang để ý tới một cái dự án có tên là NFFrom với mã token là NFP. Đây có thể coi là một dự án con cưng của Binance, khi mà không những nhận được sự đầu tư từ Binance Lab mà nó còn vừa được launch pool và listing lên Binance trong giai đoạn cuối 2023 và đầu 2024. Nếu mà chúng ta nhìn qua nhanh về chart đồ thị của dự án ấy, thì rõ ràng ấy, là kể từ khi listing lên sàn thì NFP chưa có bất cứ một sóng đẩy lớn nào. Một phần cũng là vì con sóng tăng của các cái dự án AI chưa thực sự đủ mạnh để tạo thành một trend lead trên thị trường. Cái sự FOMO cộng đồng cũng chưa nhiều, thế nên là cái việc chúng ta chưa có dòng tiền đổ vào và giá nó cũng chưa được bơm quá mạnh. Hiện tại mình đang làm video này thì giá của NFP đang loanh quanh ở mức là 0.6 đến 0.7. Với mức giá như thế này thì cái total cap của dự án chưa tới 200 triệu đô la. Đây là một con số khá khiêm tốn và mình cho rằng còn khá nhiều dư địa để tăng trưởng. Và ngoài ra thì một số thông tin cơ bản về dự án dành cho những cái bạn nào chưa biết thì NFP chính là nền tảng đầu tiên trên Web3 có thể giúp các nghệ sĩ dựa vào AI để có thể tạo ra những cái NFT độc nhất của mình và hoàn toàn có thể buôn bán tự do các NFT đó để có thể thu về lợi nhuận. Như các bạn thể thấy ở trên màn hình ấy, thì NFP tuy ra mắt không lâu nhưng mà đã thu hút được khoảng 5 triệu nhà sáng tạo tham gia, khoảng đâu đó 4 triệu NFT được tạo ra nhờ các AI và cũng có tới hơn 4 triệu ấn phẩm nghệ thuật đã được đăng tải. Về mô hình kinh tế và cách kiếm tiền trên nền tảng này ấy, thì NFP sẽ cho phép người dùng tạo ra đa dạng những cái nội dung thông qua các cái công cụ AI và chủ yếu là để giúp người dùng thông thường chuyển đổi thành những người sáng tạo chuyên nghiệp một cách dễ dàng. Ví dụ như các bạn có thể sử dụng NFP để tạo ra các nội dung số động và trực quan như là hình ảnh, video, hoạt hình, hình đại diện NFT và các bản nhạc, mô hình 3D. Và ngoài ra thì bản thân dự án cũng thường xuyên tổ chức các cái chiến lược
cuộc thi để có thể tạo ra những cái tác phẩm NFT với những cái giải thưởng hấp dẫn nhằm thúc đẩy cái sự sáng tạo và trao đổi trên marketplace. Và nhìn chung thì về mặt ý tưởng của dự án cũng như cách hay cách thức hay là cái mô hình kiếm tiền của dự án thì mình thấy là khá ok. Sẽ có nhiều cái key để marketing cũng như là giúp đẩy dự án từ kỳ các market maker. Ok, trở lại với cả những con số thống kê và định giá của dự án thì nếu mà chúng ta nhìn vào những cái vòng gọi vốn thì cái tên duy nhất được công khai đó chính là Binance Labs. Và ngoài ra thì chúng ta cũng không thấy được bất cứ một cái quỹ đầu tư nào, kể cả với các số tiền đầu tư vào dự án hiện tại cũng không được công bố public. Khả năng cao dự án này được chính Binance Labs đầu tư phát triển sau đó listing trực tiếp ở trên sàn là một kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên thì theo như những con số được ghi nhận thì trong vòng gọi vốn gần nhất, dự án được định giá ở valuation khoảng 60 triệu đô. Mức total cap hiện tại của dự án mới chỉ x3 so với định giá từ vòng gọi vốn, tức là có nghĩa là cái mức giá giao dịch hiện tại của AFP không hề là quá cao. Về khía cạnh tokenomics thì toàn bộ các nhà đầu tư và team BEP vẫn bị đăng khóa hoàn toàn số token. Số coin lưu thông trên market là khoảng 100 triệu token được airdrop, 110 triệu token được launch pool và một phần thì đến từ cái quỹ dự trữ để làm thanh khoản. Mặt khác thì nếu mà chúng ta xem qua về lịch unlock token thì có thể thấy là hàng tháng sẽ có thêm token được mở khóa, tuy nhiên số lượng không quá nhiều và trong 2024 thì chúng ta cũng không có bất cứ một cái lượng, một cái đợt unlock token nào quá lớn. Do đó thì mình nghĩ rằng là dự án này trong năm nay sẽ chưa phải đối mặt với một cái áp lực bán xả quá lớn. Câu chuyện bây giờ là dự án khi nào mới được Binance Labs thực sự là đẩy lên cao mà thôi, để có thể đạt được những cái vốn hóa x5 hoặc x10 từ cái mức entry ở thời điểm hiện tại. Dự án tiếp theo mình muốn chia sẻ với các bạn là một dự án mới được listing lên Binance vào năm 2024 với hình thức ở launch pool và tất nhiên là cũng chưa được bơm thổi quá nhiều, đó chính là dự án Antlayer. Ok, ở trên màn hình ấy thì mọi người có thể thấy đây là một cái chart đồ thị của Antlayer, một dự án mà mình biết là các bạn khá là quan tâm. Ở trên khung D thì hiện tại Ant đã có một cái cấu trúc tăng tương đối bền vững, thậm chí là kể từ khi list dự án thì gần như là không có bất cứ một cái đợt xả nào và vẫn tiếp tục tăng do cái tỷ lệ roll không quá lớn. Và tính từ vùng đáy gần nhất lên đỉnh thì An mới chỉ x2 và với một cái chart đồ thị như thế này thì gần như An đang dựa vào cái gọi là cung cầu trên thị trường thôi chứ chưa có một cái sự can thiệp của market maker, mình đánh giá là như vậy. Giải thích cho các bạn một chút, nếu các bạn chưa nắm được thông tin về Antlayer thì đây là một dự án giao thức mở phi tập trung dành cho những cái roll up và những cái nền tảng mới khởi chạy trên roll up as a service linh hoạt và không cần code. Các nhà phát triển hoặc là những người mà ít có kinh nghiệm về lập trình ấy thì họ có thể tạo ra một cái roll up chỉ trong vòng có 2 phút và vài cái cú nhấp chuột rất là đơn giản. Antlayer hiện tại thì được thiết kế để mà hỗ trợ đa máy ảo cho cả EVM và ASM và nó tương thích với rất nhiều những cái bộ công cụ SDK rollup khác nhau, ví dụ như OpenStack, Arbitrum Orbit, Polygon, zkEVM, zkStack của zkSync và Starware. Và đặc biệt là Antlayer còn đưa ra một khái niệm mới, đó chính là restake rollup, lấy các bản rollup hiện có và cung cấp chúng cho những cái thanh khoản để có thể tăng cái tính bảo mật cũng như là phân quyền và cái khả năng tương tác bằng cách là tận dụng cái cơ chế restaking. Nhìn chung thì Antlayer mình cho rằng khá là tiềm năng đối với cả trend restaking cũng như là trend layer 2 đang được kỳ vọng rằng sẽ bùng nổ trong năm 2024. Điểm qua một vài những cái thông số cơ bản về Antlayer ấy, thì ngay tại thời điểm mình đang quay cái video này thì dự án đang được giao dịch quanh vùng 0,5 đô với mức định giá market cap khoảng 700 triệu với cái số token đang được lưu thông trên thị trường là khoảng 1 tỷ 2 coin, chiếm khoảng 12% tổng cung tối đa. Thì với một cái dự án về mảng restaking thì cái mức market cap hiện tại mình cho rằng là vừa phải, không quá cao cũng không quá thấp để chúng ta có thể đầu tư. Giải thích cho điều này thì chúng ta hãy nhìn vào tokenomics của dự án. Các bạn thấy là khá là giống với token của Sui mình đã phân tích ở trên, thì trong giai đoạn cuối quý 2024, cụ thể là trong tháng 6 thì An có một cái đợt bùng nổ về nguồn cung. Cụ thể sẽ có khoảng hơn 500 triệu coin sẽ được unlock, nâng tổng số cung từ mức 1 tỷ 6 đến mức là 2 tỷ 1 coin lưu thông trên thị trường. Và cái số token mới, cái ký hiệu màu xanh ở trên biểu đồ các bạn có thể thấy sẽ đến từ hai nhóm là quỹ đầu tư với khoảng 50 triệu coin và 400 triệu còn lại đến từ các advisor. Cái nguy cơ mà dự án có thể tiếp tục điều chỉnh trong thời gian tới là hoàn toàn có thể sẽ xảy ra và các bạn sẽ cần phải lưu ý. Và ngoài ra thì sau cái cú bùng nổ về nguồn cung trong ngắn hạn này thì sau đó An sẽ được vesting dần mỗi tháng và token này sẽ không bị lạm phát quá nhiều. Thì cái bài toán đặt ra ấy, đó là muốn phân phối token được xả thì các team market maker họ sẽ phải đẩy giá lên với những vùng giá cao để có thể tối ưu hóa được lợi nhuận. Vì vậy thì mình cho rằng nếu trong thời gian tới mà dự án này có những cái cú điều chỉnh thì các bạn cũng hoàn toàn có thể cân nhắc để mà có thể tham gia. Ok, thì ở phần cuối cùng thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái dự án, đó là sự kết hợp giữa hai mảng rất hot, đó chính là AI và DePIN. Và đặc biệt là dự án này chưa ra token và khá là tiềm năng trong thời gian sắp tới. Như các bạn có thể thấy ở trên màn hình thì đây là dự án có tên là io.net, một cái token thuộc hệ Solana. Một vài những cái thông tin cơ bản dành cho những các bạn nào chưa biết về dự án này thì đây là một dự án DePIN.
chuyên tổng hợp tài nguyên GPU và cung ứng sức mạnh tính toán cho các công ty trí tuệ nhân tạo AI và học máy. Và cái dự án này thì có mục tiêu là mang lại cái nguồn sức mạnh với cái chi phí rẻ và thời gian sử dụng nhanh hơn. Dự án có một sản phẩm chính là IO Cloud, tức là cái dịch vụ đám mây để mà triển khai quản lý các GPU. Và ngoài ra thì còn có các IO Worker để giúp người dùng có thể thuê GPU và kiếm thêm lợi nhuận thông qua các cái mạng lưới IO.net. Và cuối cùng là IO Explorer, tức là cung ứng những cái số liệu thời gian thực để triển khai cluster tính toán và giá cả. Về cái thông tin update mới nhất thì dự án hiện tại họ đã hoàn thành Series A gọi vốn trong đầu tháng 3 với khoảng 30 triệu đô được raise từ những cái quỹ như là Multicoin, Solana Venture, Orchid Venture và Animoca Brand. Và lead vòng này đó chính là quỹ HVC. Đặc biệt thì ngay từ vòng gọi vốn Series A thì IO đã được định giá lên tới 1 tỷ đô. Đây là một con số mình cho rằng khá lớn cho những dự án mà còn đang được ươm mầm. Ngoài các cái quỹ top tier trên thị trường thì vòng gọi vốn này của IO còn có sự đồng hành của hàng loạt những cái nhà lãnh đạo nổi tiếng trong ngành, bao gồm là người sáng lập Solana có tên Anatoly Yokovets, người sáng lập đến Upstart là Mosai và Ivory Ching, sáng lập của Animoca Brand, và thậm chí là sáng lập của The Sandbox đó là Sebastian Bogert và Gene Scan của Polon's Capital. Với hàng loạt những cái folder của các quỹ lớn cũng như những cái dự án nổi tiếng cùng chung tay để build dự án này thì mình cho rằng đây là về cái độ uy tín cũng như tiềm năng thì các bạn không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Tuy nhiên ấy, một cái dự án công nghệ tốt chưa chắc nó lại đem lại một cái kỳ vọng tốt về lợi nhuận, đúng không ạ? Thì quan trọng ở đây là cái điểm entry của chúng ta nó sẽ là như thế nào. Hiện tại token này nó vẫn chưa đi sàn, vì vậy thì nó vẫn chỉ đang trong cái danh sách theo dõi của mình thôi. Và mình sẽ cập nhật cho các bạn chi tiết nếu như dự án này sẽ có những thông tin mới nhất liên quan đến lên sàn. Thì khi lên sàn thì chúng ta mới biết được tokenomics của nó, chúng ta mới biết được cái định giá của dự án là bao nhiêu và cái room tăng trưởng của nó là như thế nào, đúng không ạ? Còn hiện tại thì chúng ta chỉ biết là dự án này là dự án ổn, tốt với nhiều sự tham gia của các quỹ lớn và các dự án lớn thôi. Chứ còn về điểm entry nào là đẹp thì chúng ta vẫn cần khi mà thực sự là dự án nó được list lên sàn thì chúng ta mới có thể quyết định xem nó có đầu tư hay không. Ok, thì trước khi tiếp tục với cả nội dung chính của video ngày hôm nay thì mình có một thông tin vui dành cho mọi người, với cái mục đích là để hỗ trợ mọi người có thể tận dụng tốt nhất cái mùa tăng trưởng 2024-2025 cũng như là để các bạn không bị bỏ lỡ những cái cơ hội đầu tư trong thời gian sắp tới. Thì sắp tới mình sẽ tổ chức một cái chương trình training miễn phí kéo dài trong 3 ngày. Và trong cái chương trình học ngắn hạn này, mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách chúng ta có thể đầu tư được trong thị trường crypto, cách mà các nhà cái đã bơm thổi một cái đồng token như thế nào, cũng như là một cái công thức để giúp các bạn có thể tận dụng tối ưu nhất được cái cơ hội tăng trưởng trong thời gian sắp tới. Thì nếu như các bạn muốn tham gia chương trình này thì các bạn có thể click vào cái đường link đăng ký mình sẽ để bên dưới phần mô tả của video, và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình training 3 ngày sắp tới. Ok, thì ngoài IO ra thì trước khi khép lại video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái bảng thống kê các cái token có thể được listing trong quý 2 của 2024. Do là cái thời lượng của video đã khá là dài rồi thì nên là đây là chỉ là một cái bảng thống kê thôi. Quý 2 2024 là một cái giai đoạn mình cho rằng vô cùng nhạy cảm và quan trọng, khi mà rất nhiều những sự kiện lớn sẽ được diễn ra và công bố, ví dụ như Bitcoin Halving, ví dụ như là hạn chót của ETF ETH Spot. Thế nên là thị trường altcoin mình sẽ cho rằng sẽ rất sôi động trong quý sắp tới. Quan trọng là các bạn hãy tìm hiểu trước, cũng như là các bạn đánh giá và nhận định xem là cái định giá của dự án nó có thực sự là ổn hay không. Bây giờ thì chắc chắn là các bạn sẽ không thể nào tìm được những cái dự án tốt với cái định giá thấp như là thời điểm năm 2023 mình được nữa, vì dự án nó cũng đã bắt đầu có một cái pha tăng trưởng cũng tương đối rồi, và cái sự FOMO nó cũng đã bắt đầu xuất hiện. Chúng ta không thể nói rằng là thị trường hiện tại nó chưa FOMO được, đúng không ạ? Chỉ là nó chưa thực sự là đỉnh FOMO thôi, nhưng mà nó cũng đã tăng trưởng một giai đoạn rồi. Và do đó thì những cái dự án tốt được listing trên sàn này mình cho rằng là nó sẽ không có một cái định giá quá thấp, mà đa phần chúng ta phải cân nhắc xem là cái định giá của nó có ổn và nó có thể x5 hoặc thậm chí là x10 được trong mùa sắp tới hay không chúng ta đầu tư thôi. Chứ còn để mà chúng ta có thể tìm được cái dự án ngon mà định giá thấp thì mình cho rằng là sẽ rất khó ở trong giai đoạn này. Thì nhìn nhanh qua trên bảng này thì các bạn có thể là những cái dự án ví dụ như là liên quan đến restaking như là Agent Layer, hay là liên quan đến Layer 2 như ZK Sync và Layer 0 sẽ có thể được ra mắt. Đây là một trong những dự án các bạn nên chủ động nghiên cứu trước, vì mình cho rằng đây là những dự án khá là quan trọng của thị trường trong thời gian sắp tới. Ok, thì đó là tổng hợp của mình về những cái dự án mình đang quan tâm trong thời gian sắp tới. Nó có trùng với những cái dự án mà các bạn đang quan tâm hay không? Những cái dự án nào, những cái dự án các bạn đang quan tâm, các bạn có thể comment ở bên dưới cho mình biết. Và nếu như các bạn cảm thấy video này hay cũng như là mong muốn có những cái tập tiếp theo thì các bạn hãy comment lại cho mình biết để mình có thể biên soạn và chuẩn bị thật kỹ, giúp mọi người có thể định hướng và tìm ra được những cái hidden gem trong thời gian sắp tới nhé. Ok, đến đây thì video đã hết và cũng đã khá là dài rồi, và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.